Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hiện tại hai bố con Dương đang có mặt tại sân vận động huyện Lạc Sơn. Hôm nay bố cho Dương ra sân vận động xem giải bóng đá hội khỏe vận động tiểu học và trung học cơ sở huyện Lạc Sơn năm 2018. Xin chào Dương nhá. Bây giờ mình sẽ đi lại số khán đài kia. Hôm nay bố sẽ giới thiệu cho Dương chiếc cúp bóng đá. Dương đã nhìn thấy bao giờ chưa? Chưa đúng không? Bây giờ mình sẽ đi lại phía sân khấu kia nhá. Đây không phải là cúp, đây là bục nhận huy chương con ạ. Con có biết con đang đứng ở bục vị trí số mấy không? Số 1 là người chiến thắng hay người thua? Ok. Đây là bục số 3 dành cho đội giải 3. Con biết này. Đúng rồi, bục số 2 là đội giải nhì. Trước mặt Dương là hai chiếc cúp dành cho đội vô địch của tiểu học và trung học cơ sở chiều ngày hôm nay. Con bé nhìn chiếc cúp có đẹp không? Con cầm bên này thế nào? Hai chiếc cúp này được thiết kế giống y hệt nhau. Biết bao giờ Dương được cầm chiếc cúp này nhỉ? Con thích bóng đá không? Thích bóng đá thì con phải chịu khó luyện tập để được vào đội tuyển của trường rồi đi thi đấu. Đá giỏi thì mới được cúp. Đây là những chiếc cờ lưu niệm dành cho các đội đạt giải. Bé Dương đang cầm chiếc cờ lưu niệm của ban tổ chức, nhìn cũng ra dáng hết đấy. Ok, cho con đặt vào vị trí cũ đi. Bây giờ mình sẽ di chuyển xuống sân của các anh tiểu học xem, sau đó sẽ sang sân của các anh trung học cơ sở. Con đứng ở đấy, nếu mà các anh chút mà bóng nó bay ra ngoài thì con bắt hộ, chuẩn bị bắt này. Thank you.
Và phía bên này là sân bóng đá của các anh học sinh trung học cơ sở. Sân bên này thì có ít khán giả hơn. Đang cầm biển cho đội tiểu học Tân Mỹ B là cầu thủ Đặng Thế Dương. Cầu thủ này có thân hình rất là nhỏ bé,